12 o'clock. Zoom in. Mọi người, mình quay game Call of Duty Ghost mà quên mẹ đeo ấn quay. Thế là mình chơi con mẹ một đoạn rồi. Đây phần 2 nhá. Thôi chúng ta chơi luôn rồi. Đéo phải giải thích đéo rồi. Anh em xem cái hiểm. Why do you think you're here? Chúng ta đang đập một tổ đội để giải cứu cái thằng thằng đồng đội mình vừa bị bắt ở bên kia. Ok. Grab that grenade launcher. Pick your shots carefully. We'll have to trigger him to detonate. Bắn à? Bắn đi đâu? Bắn vào con xe tải. Đây á. Ok 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 ok. Mấy con liền cơ. Gì đây? Bắn cái gì vậy? Từ em lấy khẩu súng khác á. Để ai bắn khẩu này. Đâu rồi? Từ mấy anh ơi. Lên xe ạ. Con chó mình tên là Riley nhá. Riley nhá. Riley. Rõ hai để lỗ. Ơ, tự hủy à? Em mày gì vậy? Cái gì cơ? Nếu như mà phi kinh vậy. Trời ơi, đông không? Đông không? Là một để chó tấn công. Mày lại. Mày lại. Úi. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Mày lại. Chó vào cắn ấy. Xôi chó cắn kìa. Đâu nữa? Đâu nữa? Mày bắn lại. Chó cắn. Nhà bắn nhầm vào chân anh đồng đội mình nhá. Chạy đâu? Chạy đâu? Trốn sau đây này. Bụi thế. Lên tầng đây. Nó bảo là thằng mình đang đi giải cứu thằng Ajax. Nó bảo lúc nào tay cũng phải sẵn sàng có á. Mở cửa này đi anh em. Finger on trigger. Remote sniper. Remote sniper này. We'll breach on your shot. Để bắn thằng nào. On you.
Bắn thằng nào cũng được á? Anh Merrick bảo là on you đúng không? Bắn thằng nào cũng được này. Mày này. Mày mang đi đâu rồi? Mày mang đi đâu rồi? Nó bảo nó không biết anh ấy. Không biết này. Không biết thì chết thôi. Ây da. Mẹ nó cũng có sniper à? Bây giờ lại phải dùng remote sniper để trị lại. Cái gì cơ? Mày bắn ai đấy? Hai thằng này. Hai thằng này. Thấy chưa? Đây à? Cái gì cơ? Stick with Riley. He'll lead us to Ajax. Chết hết ngay. Đâu nữa? Đường không? Xuống đi anh. Enemy patrols. Probably a dozen guys total. We don't have time for this. Gas mask. Có ai đấy? À đây đây, chân. Throw gas under the door. Bây giờ lém smoke qua đây à? Rồi một. Ai à? Xui vô. Chó đâu? Nhanh vậy. Chó đâu? Xôi ôi, anh kiếm chó cắn nữa. Các em chạy đâu? Các em chạy đâu? Chạy nhá anh, nó ném bom. Mày bắn chó tao này. Hết đạn, hết đạn. Hết đạn còn mẹ cái gì đây? Khẩu này đéo được, khẩu này đéo được. Mà bắn tạm khẩu lính trôi vậy. Xuống nước. Súng đỡ, đây. Bắn tạm khẩu mẹ gì đây? Thấy đâu nữa? Toàn bắt mình đi trước. Đi theo chó lên đi. Tối vậy. Mở đây anh. À, đi theo thằng này. Anh qua thế. Tao mẹ tao bắt em qua trước. Cái gì vậy? Tối thế. Qua đây anh. We found another door. No guards. Wherever you go. Logan, get over to that door. We'll hit him with the gas first. Break in five. Xong. 2, 3, 4. Xong. Bắn em toàn trượt này. Ui dồi, anh kia hai súng kinh vậy.
đơn giản vậy? Ajax. Tìm ra Ajax rồi. Ajax đâu? Ajax chết bẹ rồi. Sổ ơi, bị nó tra tấn. Đâu? Nhìn lên tường á? Đâu? Tường nào? À, đây, 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 đây. Để mục tiêu nó giết những ai đây đúng không? Thằng này, thằng ấy chắc đây đúng không? Không có thời gian để giải thích đâu. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Bây giờ ra chúng nó mẹ đầy ngoài cửa rồi. Ây à. Nào, ra đây, ra đây, ra đây. Remote sniper đây. Rồi, mẹ nó ngoài cửa này. Trượt nữa không? Trượt nữa không? Chạy đâu rồi em? Nạp đạn này. Ngồi. Ngồi. Đâu nữa? Một viên đồng bông. Hai viên đồng bông. Ơ, đang nhắm vào đầu. Cái gì đây? Bay đâu? Mày bay đâu? Độc thế. Chó đâu? Chopper á? Chopper là cái gì? Chopper là cái đéo gì? Ơ? Chopper là cái đéo gì? Mình vô đây, 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 đây anh ơi. Nhanh không? Có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm mà. Vào đầu. Làm đạn đi em. Ây da, ây da. Gần đấy. Chopper là cái gì? Ở chopper. Máy bay á? Đây cái máy bay à? Đâu? Ô đúng 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 đúng. Lên máy bay, lên máy bay. Ai 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 ai. Bắn cái gì thế em? Bắn cái gì thế em? Một viên đầu. Xong nha. Dad,
Thì Out of Rage. Xong đúng không? I'd seen soldiers recover their fallen before. But not like these men. There was a reverence to how the ghosts treated Ajax. The exact opposite of how he must have died. If this man Rourke had killed him, he'd taken his time. Now, he was actually hunting the ghost. Homecoming, ấy dạ. Trở về nhà. Tháng ngày 8 tháng 6. Tôi sẽ gửi anh con chó à? À, ra đi đâu? Giờ mình không có chó rồi. Em làm nhầm anh ơi. Bây giờ sẽ ra bờ sông, bờ biển, bờ biển, bờ biển. Chẳng thế nhỏ. Đi đâu đây? Bảo vệ bãi biển. Bay lại. Thế đó, thế đó, thế đó. Dọa thế đó. Làm gì nữa đây? Kịch bản, kịch bản, kịch bản, kịch bản. Xuống rồi, bắn nhau. Đi rồi, đi, 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 đi. Mày làm gì đây? Anh bạn à. Pháo sáng. Anh bạn à. Trốn, 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 chết rồi, chết, 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 chết. Bảo trốn đi mà. Cứ ăn nhầm lút nhảy. Là lút chạy. Roger that, patch me through. We're surrounded on all sides.
pháo sáng. Trời ơi mẹ nó hành quân kìa. Nào, nào. Bom anh ơi. Đi đâu, đi đâu, đi đâu anh ơi. Đấy, đây, 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 đây. Ui, nó đến kìa. Mày nhảy du này. Ô, con chó mà. Con chó đấy. Đi vào trong, đi vào trong. Clear, clear, clear. À, chỗ chỉ huy đây, chỗ chỉ huy bị nó bắn rồi ôi. Mẹ. Đâu rồi? Đấy, đi ra. Đi ra là tao quá. Ok, 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 ok. Ok, bây giờ đi lên tầng để tìm bố. Cái gì đấy? Giết đéo được tao, tao nhân vật chính mà. Ai à, chó. Con mẹ mày. Con mẹ mày. Ây da. Chết con mày mày đi. Chảy máu rồi.
trông khá tệ đấy, nhưng mà máy sẽ ổn thôi. Thằng đéo đấy, thằng bịt mặt đội mình mà. Thằng bịt mặt đội mình mà. Nhưng mà bố kiểu thằng này vẫn rồi cứu bố. Đấy, chúng tôi sẽ không đi nếu mà không có bố tôi. À, bố anh không còn ở đấy nữa. Bố mình như thế. You boys have no idea how hard this was for me. Thằng này nó cũng bảo là bố là chỉ huy của đội mặt lạ. You and your brother still have a lot to learn, but you passed all your tests. Welcome to the Ghosts. Chào mừng đến với đội biệt đội Ghost. There's no way you ever could. I'm proud of you. Both of you. Rất tự hào về hai con. What the hell are we gonna do about Rourke? Anh Merrick đây, anh Merrick mình gặp. That's the guy hunting the ghost train. Tôi gặp thôi, anh em đã được gặp. Yeah. Tôi chơi mẹ đoạn đấy. He's good, very good. And he knows how we operate. Well, how's that possible? He was one of us. Bây giờ là cứu thằng đéo nào nữa. It was 12 years ago when the Federation's military threatened all of South America. Their leader, General Almagro, demanded all U.S.-born citizens be imprisoned or executed. It was Rourke who convinced Washington to let the ghost. Bỏ mẹ qua đây. Legend never die. Huyền thoại không bao giờ chết. Rourke was a legend. Ngày 8 tháng 7. The man could walk through hell and not get burned. Ghosts were the best of the best, but Rourke was the reason we were feeling. We are here for one man. Bắn nhau trong thành phố này vui này. Xuống nè. Sẽ tăng mình nhanh đi. Mình là màu gì đây? Mình màu xanh đúng không? Đưa nó bắn đi. À, đéo phải như nó màu xanh. Nó màu xanh. Cái gì đây? Cái gì đây? Lỗi game à? Cái gì cơ hay? Bơi. Khẩu mình đã không là khẩu Soka nhá. Pháo sáng. Pháo choáng. Ây à. Ui, bắn đéo rồi tăng. Gặp tăng thì nó chạy đi, bắn đéo rồi. Đi chết. Enemy checkpoint. Hold your fire. Helix 4, we've got eyes on a heavy convoy running parallel to our position. Copy, actual, I see him. Swing him back around for a gun run. Danger close. Here they come. Stay back. Firing. Úi dồi ôi. Mày bay. Bắn nè. Gì đấy? Gì vậy hai anh? Chỗ này chạy đâu bắn này chạy đâu xuống chưa anh đâu hết rồi. Bây giờ con này bị tắc rồi. Tắc ở bên phải. Làm gì đây? R3.
Đéo trời dùng R3 là lúc nào. R3 một phát vào mặt, em có bom ở trong luôn, chật vãi cứt, nổ ấy. Con chó không nhỉ? Không chó, không, không chó rồi. Pháo lên kìa. Take out the launcher là cái gì? Ây à. Chết mẹ luôn. Phải vào cản phá này à? Đâu kịch bản mà. Anh Brick chạy nhanh thế mẹ. À nó bắn vỡ đập, nó bắn vỡ cái đập kìa. Giờ phải lên chỗ cao. Anh ở đây mà. Mẹ nhanh chết đuối hết rồi. Mẹ nó bắn vỡ cái đập kìa. Ngon rồi. Còn hẳn 4 anh. I think we should call this one. I mean, that asshole just flooded the damn city and took out half his own guys. And half of ours too. We're ghosts, Merrick. We finished the mission. Yeah, this is different. Anything else you want to say, Sergeant? No, sir. This place isn't gonna hold. Cái đéo gì đây? It's hot out there. Mở đây. All right, let's go get this son of a bitch. Có ai đâu? À đây 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 đây. Con này lên nhanh thế nhở? Con này nó chạy lên nhanh phết đấy. Không có flash, không có grenade. Gì đấy? Sập mẹ rồi. Sập mẹ nhà rồi. Bắn vào đây. Úi dồi ôi mẹ. Anh ấy chết mẹ rồi. À đây, đây, may quá. Nè, cảm ơn anh nhá. Dao giống dao trong mẹ xiên câu thế. Giết à? Ê! Phát hiện rồi. Đéo được, đéo được, đéo được. Looks like it's just you and me now, brother.
Follow my lead. Shit, stay down. La. Ngồi lên là biết. Chết chưa? Tiếp đi nhỉ. Cho em giết thằng cái. Cái gì? Mẹ lấy cái xẻng ạ. À lấy cái gì ạ? Bây giờ giết bọn này đúng không? Lên mà lúc nào? R3. Xôi ôi, bố thằng. Úi xôi. Dạ rồi, nhanh anh ơi. Nhanh. Xem qua cái. Đi đâu đây? Chạy nhanh. Ôi, ngon. Có người nhá. Ê, xuống giật thế. Mẹ, chạy à? Chạy đâu rồi? Mày chạy đâu? Ê, thế. Mày lại. Clear on me. Từ anh ơi, em nhặt súng khác á. Auga. Roger, we're on our way. Let's go. Kinh vậy bọn này. Toàn đạp mẹ vỡ tường. Looks like we're saving Merrick's ass again. All right, we regroup. Then we take Almagro. Rồi bây giờ gặp lại team rồi. Regroup. Đồng đấy. Ê à, đâu nhỉ? Đây. Bạn ai? Trốn ngay. Ô, đồng đội. Mày này. Đâu ấy? Hết chưa? Vẫn còn à? Đâu rồi? Đâu? Như con nguyên. Mày láo đi. Xe cộ mẹ. Mày đi đâu? Reload cái. Đồng nhá. Gì cơ? Cái gì cơ? Thấy chưa? Không thẳng đâu ấy. Đây. Chạy lại. Ấy à. Mày. Kinh vậy.
chạy nhanh đấy. Bắn mẹ mày thủng gần tường luôn. Đã bom 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 bom. Tí chết nhá. Trên tầng 2 nhá. Qua đây gì? Qua cửa nhé. Qua cửa nhé. Băng. Nhanh nhẹ. Ơ. Ơ. Ôi mày quá, lên kịp không? Rồi. Ơi. Chưa đó. Bắn đi. Kết thúc nhá. Everyone good? Thôi, chúng ta đến đây nhá. Lột đoạn này. Gì đây? Với tới đi. Thằng này chết rồi. Thằng này chết chắc rồi. Nó đang bị vỡ làm đôi rồi. Mặc cái này lên đéo được. Thôi em chào anh nhá. Mẹ. Game cục. So I made the hardest decision of my life. I let him go and save the others. Tôi đã để anh ấy đi, tôi đã làm một lựa chọn mẹ khó nhất trong cuộc đời. I searched for his body for weeks. Finally we were pulled. Cũng tìm mà, cũng tìm cái xác của thằng đấy à? Trong một tuần. Chúng ta sẽ skip game và lần tới sẽ tiếp tục. Đéo đi đằng đâu đây? Thế nhá.